để em dẫn anh về căn nhà mẫu nhé. Ờ. Ui, có cả nhà mẫu để xem luôn cả. Được nhờ. Rồi. Em có thấy cái bản đồ này nó khó nhìn hơn cái bản đồ trước không? Nó khó nhìn hơn nhưng mà nó dễ định vì hơn anh ạ. Ví dụ như là anh đang đứng ở số bao nhiêu, anh đọc số phát là bọn em đến được luôn. Hoặc là cảnh sát, ví dụ như gọi lên tổng đài hỏi đang đứng ở đâu, đọc số ra phát là cảnh sát biết là việc đấy đang xảy ra ở đâu. Dễ hơn anh. Được, hợp lý. Nhưng mà tại vì GTA cái trải nghiệm lái xe của cái server default ấy nó đã là ổn với cả nó quen thuộc lắm rồi, nên anh sợ là chỉnh lại nhiều quá nó. Ô kìa, anh vừa thấy cái TV màn hình quảng cáo à? Vâng anh. Ở chỗ trung tâm sẽ cũng có một cái màn hình lớn nữa. Cái màn hình đấy có chiếu được clip không? Được anh. Ôi, anh có cái video Missy Food anh gửi cho mày mà chiếu lên đấy hộ anh cả. Ok. Ôi giời ơi. Lỗi tí anh. Thì bây giờ khéo gì các bạn. Mẹ, server mình bỏ tiền ra mình làm thì mình cũng phải quảng cáo một chút chứ. Này, chị Trang đang mẹ ảm đòi có một cái quầy bán Missy Food ở đấy, chị Trang mày vào bán Missy Food đấy. Thì sắp tới sẽ có một quầy, nếu mà thích làm thì em có một quầy bán burger. Mày kiểu biết là phải đi vào trong đấy làm các thứ. Hoặc là thích Missy Food sẽ có cửa hàng cho anh luôn. Vấn đề là mày có add cho anh một cái nhà, tức là nhá, cho nó vẽ lại cho anh một cái nhà có cái biển hiệu Missy Food ở đấy, xong rồi mình add một cái nhà object vào đấy được không? Được gì? Được anh, được. Được. Thế làm cho anh một cái quầy nhá, để cho chị mày bán khô gà đấy kìa. Đéo mẹ mà cái khu này là khu của SA mà. Anh chờ em tí để em xem vừa nãy em add vào nhà nào. Em tạo cái nhà cấp thấp trước anh nhá, xong từ thấp lên cao nhá. Đúng. Cho nhà đắt một tí nhá. Vâng anh. Nhà phải đắt vãi lìn ấy để mẹ anh em còn cày. Ông mẹ vừa ra mẹ được một hai. Đây có một cái nhà cấp 1 này anh này. Nhà này à? Vâng. Bao kiểu đéo gì? Anh bấm E để xem nhà. Đây chỉ có mua làm đéo có nút xem mày. 100.000 con này á? Cái này chỉ là demo thôi anh. Nên là giá bao nhiêu cũng được mà anh. Có xem tôi đéo đâu thấy chữ mua à? Vâng anh cứ mua đi không sao đâu. Rồi ok. Xong anh bấm F1 để đi vào. Vào đi. Nhà ôi vãi cả lìn. Mẹ cái nhà này giống cái nhà tao hay đi lau thế. Đấy thì ở trong này anh sẽ có những cái menu để anh đặt được cái, ví dụ như anh đặt những cái địa điểm mà để tủ đồ ở đâu, xong rồi những cái điểm mà anh để quần áo ở đâu là nó có hết. Anh bấm F1 lên. Rồi, đặt tủ quần áo này, trang trí nội thất này. Đấy có phần trang trí nội thất. Thì cái phần nội thất này em chưa làm lại. Thì mẹ game này bắt đầu thành game The Sim rồi đấy. Siêu The Sim luôn đấy. Ừ. Anh bấm Enter. Rồi. Xong hiện ra nội thất cho anh. Rồi, đây nó bay cũ lên trời rồi. Anh bấm left an để đặt nó xuống dưới mặt sàn. Rồi. Đấy, xong anh bắt đầu anh dùng phím mũi tên để di chuyển cái nội thất đấy, xong đặt vào góc mà mình muốn. Em ơi, đi mà phím mũi tên nó bị ngược con mẹ rồi. À, hay là nó theo chiều này? Nó theo chiều của game anh ạ. Nó theo chiều game. Mày cần nhìn thật. Đấy. Thế tao muốn xoay làm thế đéo nào. Thì anh bấm nút anh bấm F3 để thay đổi chế độ. Xong rồi anh bấm mũi tên để xoay. Ngửa con mẹ mà lên rồi. Ui, mẹ mà ngồi trang trí nhà cũng mất thời gian phết đấy. À. Ủa gì à? Về sau anh có thể trang trí nội thất có thể kỹ hơn. Đây là nhà cấp 1 anh ạ. Anh có muốn thử nhà cấp 2 nữa. Thử nhà đắt hơn tí em à. Có 3 cấp tất cả à? Có 6 cấp anh ạ. 6 cấp rồi, ok. Thế lên từ nhà thường cho đến nhà kiểu đại gia. Thế thì đi xem 3 lần đi. Bây giờ đây là nhà cấp 1 đúng không? Bây giờ anh em đi xem nhà cấp 3 xong đi xem nhà cấp 6 là hợp lý. Ok.
ok, em đang đứng ngoài cửa. Bấm F1 xem này. À ở nhà F1 quên mẹ. Mình bị quen cái thao tác của server cũ ấy. Thay đổi một tí ấy, cho nó lạ. Đúng má, nhà cấp 2 đó mẹ chung. Nhà cấp 3 anh. Nhiều phòng ngủ hơn. Nhưng mà nó bảo trông nó cũ thế. Này sau có sơn lại được tường không nhở? Với cả là mua được đèn không? Có đèn không đây? Cái này thì đèn thì có nhưng mà để sơn thì hơi khó. Ở sơn thì thôi. Sơn, thế đèn nó có sáng không? Từ từ nhá, để anh mua, anh mua thử cái đèn xem nhá. Rồi. À với cả đây là cái mốt của anh nữa. Kiểu anh mốt lại đồ họa rồi ấy, thì anh sẽ thấy nó bị tối tối. Ờ cũng đúng. À ờ nó cũng sáng phết đấy chứ. Thì em thấy cái mốt đồ họa của anh ấy cũng giống em lần trước ấy, nó sẽ bị hơi tối tối một tí. Đúng. À ừ được ok, đi xem nhà cấp 6 xem nào. Ok. À mày có nhầm nhà không Hoàng Anh? Cấp 6 anh. Mày áo cấp 6 đéo trông như cái ổ chuột thế này. Em thấy ở đấy nó ghi là tia 6 mà. Vãi cả lìn mẹ mày, nó bé tí mày. Thế để em thử nhà cấp khác nữa. Ừ. Mày áo cái nhà như cái nhà hoang mày. Đéo được. Mày áo nhà là nhà cấp 0 rồi, mày nhầm rồi. Cấp cao nhất xem nào. Đấy, vừa nãy em cho anh cấp 6 rồi đấy. Mẹ mày nhầm rồi, cấp 6 đéo gì mẹ. Nhà đấy là nhà hoang mày. Anh Độ ơi, hình như nhà cấp 1 với nhà cao nhất, còn nhà cấp 6 là nhà cấp... À đây, cái này trông nó có vẻ mẹ khác một tí này. Cấp 2. Đây cấp 2 đi à? Vâng. Ui, sau này mình sẽ mua đèn đóm cái thứ mình trang trí, mẹ sáng rừng rực hết cái phòng này lên. Ừ được, ok, hợp lý đấy. Sau tới em sẽ tăng giá nội thất anh nhá. Ừ, tăng giá cao lên. Nhưng mà nó còn bị cái vấn đề đấy là nếu như mà mua chung một nhà, một địa chỉ thì nó sẽ bị trùng không đâu gì. Tức là nhà mình sẽ tự trang trí được đúng không? Đúng rồi, chắc chắn. Thế thì hợp lý nhỉ. Wow, thế mình sẽ cày tiền mình mua thật nhiều nội thất. Úi ôi, mẹ mà nhà này có tầng 2 luôn mẹ. Nhà cấp mấy đây? Nhà này nhà của Michael ấy. Nhà này nhà số 4 ấy. Ui, nhà này đẹp nhờ. Mày định để giá nhà bao nhiêu đây? Cái này về sau thì nhân viên bất động sản sẽ tự định giá ấy. Ờ. Ví dụ okay. Nhà này ở chỗ này bao nhiêu là bất động sản tự định giá. Ờ, ok, thế là nó sẽ phát sinh ra thêm cái nghề mới đúng không? Đúng rồi, nghề kinh doanh bất động sản. Ừ, nhưng mà phải có một cái giá trần nhá, không thì xong lại bị cái vấn đề giống như cũ là mua xe, người mua rẻ, người mua đắt đấy. Thì mình có cái mình sẽ có ba rem chứ anh. Ừ. Chứ đâu thể bán phá giá được anh. Rồi ok. Cho anh xem mẫu nhà nữa đi. Còn một mẫu nữa đúng không? Còn một mẫu nữa. Đấy, nhà này nhà 6 thì mẹ nghe có vẻ hợp lý này. Đây rồi. Ui. Hợp lý rồi anh ạ. Hợp lý. Ừ, cái này gọi là đỉnh cao này. Ờ, nhưng cái mod đồ họa này cái ánh sáng nó có vẻ đéo ổn. Tại cái mod đồ họa này nên ánh sáng nó hơi bị lung tung ấy, chỗ tối kiểu chỗ tối chỗ sáng mặc dù có đèn ấy. Từ để tao xem cái này là nó do cái nào. Nhưng mà đúng là tường nó vẫn sẽ màu đen nhỉ, đúng không? Đúng rồi. Tại vì bản chất của cái nhà này sẽ là nhà chung cư, nhưng mà tại vì mình ấy nhà là nó sẽ lắp cái cửa sổ vào. Ui, còn có dưới tầng nữa, ngó nốt dưới tầng xem nào. Ui giời, mẹ khách sạn à? Kiểu nhà trên núi anh. Ừ, mẹ nhà đẹp thế nhở. Đây là phòng stream này. Phòng thay đồ này. Ok, đi ra biển xem biển quảng cáo đi. À, có một cái anh chưa thử, đấy là cái bắn súng ấy. Bắn súng á? Có à. Một cái anh chưa thử. Tức là anh cầm súng anh bắn bình thường ấy. Bây giờ bình thường ở server trước kiểu toàn thiện xa anh ạ, sang server này toàn gà hết.
Thế à, mẹ cái cơ chế đạn bay nó thay đổi à? Vâng ấy, kiểu nó giật lên tận đầu ấy. À. Khẩu súng lục, khẩu súng shotgun, khẩu AK bắn nó sẽ khác nhau. Tí mày gác cho tao một hai khẩu súng tao thử em. Mày lên tìm cho anh cái object con mạc GLC 300 nhá, add vào anh cái. Vâng. Okay. Đây nó có một cái biển như này, đây là demo ấy. Ừ. Đây là bản demo, add vào để test. Đây à? Cái này ngoài việc add video ra em có thể add được cái link YouTube gì đấy vào được không? Hay là mình sẽ add theo là nó là YouTube đây. Có nghĩa là nó sẽ lấy theo link YouTube. Mày để thử cái stream đến bao giờ anh? Không, mày chiếu cho anh một cái vlog gì đấy mà lắp mô hình xem nào. Mình xem cái độ nét của nó sẽ đến đâu. Ui. Làng này lại căng nét, tập này lại chất lượng. Ui. Đi tạo một đỉnh lên vãi lìn hoặc anh ơi. Ờ, tí nữa để em add thêm một cái ở ngoài bên chỗ công viên đấy. Ừ. Trung tâm. Thế là tất cả anh em sẽ tập trung ở đấy xem stream mỗi tối. Anh độ này đẹp trai thế á? Đâu, tôi vẫn thế các bạn. Ôi đi mẹ được vãi lồn hoặc anh ơi. Cái trông nó gọn gàng, trông nó trẻ ra bao nhiêu. Nhưng mà dạo này mặt tôi mọc hơi bị nhiều mụn không ạ? Ừ, tại dạo này tôi đéo ngủ được ấy. Mấy hôm nay là thằng Tùng với thằng Cáo là tôi có thay nhau sốt. Thằng Tùng nét đấy nhỉ? Ừ, nét vãi đái luôn ấy. 2 giờ sáng, hai vợ chồng ở cuống cuồng bê ra ngoài bệnh viện để khám xem nó bị làm sao. Như này mà chiếu trực tiếp thì cũng bị tính là đá giờ chiêu anh. Hạ sốt khoảng nửa tiếng đến một tiếng sau là nó hạ sốt là mình yên tâm rồi. Ngày hôm sau tính tiếp. Nhưng mà đây thằng Tùng uống 2 lần rồi mà mẹ đéo thấy nó sốt mà nó còn sốt nặng hơn. Nó sốt nặng. Có khi tiến gần vào xem rõ là nốt ruồi. Mẹ tôi đo nhiệt độ được đâu đấy khoảng gần 14-40 độ rưỡi. Ừ. Là sợ quá. Wow. Mẹ được vãi đái luôn. Vậy em Nam Media nhá. Lấy ông nhờ. Lâu lắm rồi tôi mới đi ra ngoài đường. Thôi có động viên thằng Tùng nhà tôi là thôi thì bắt đầu cầu còn nghe. Sao đâu, tại vì con sút như thế này phải đi khám thì mới đánh được con virus. Bố hứa với con là sẽ không vào. Ờ, có mấy cái quả cáo, biển quảng cáo chưa đây Hoàng Anh? Vào phát. Hiện tại em chưa ép thêm, em đang ép thử một cái trước, xong rồi em sẽ triển khai ra cái chỗ mà trung tâm trước. Xong rồi nếu mà anh cần add những cái video này ở đâu thì em sẽ add ở đây. Tức là cái object màn hình LCD này mình muốn add ở đâu cũng được đúng không? Dạ vâng, đúng rồi. Ừ. Bật cho anh bài stream đến bao giờ cái em ạ? Bản MV nhá. Ui, cái này hay nhỉ? Cái này hợp lý vậy đấy luôn ấy. Nào mẹ tập trung cả server ra đây mẹ xem video vlog hay là gì đấy nhở. Ừ hợp vâng lý vậy cứt. Các bạn ngoài đang bảo xem là bóng ấy nhỉ? Sắp có trận hay đấy. Ừ. 7 tháng 6 này là bóng to. Cười cười nói thế đấy. Ui ờ được cái này được cái là mẹ xem chung được cái chứ. Vâng anh. Ừ. Bản quyền anh. Không, mình sẽ không xem trên stream. Ví dụ như là bảo anh em xem bóng đá hay là xem gì đấy vào mẹ vào game xem chung với nhau cho vui chẳng hạn. Anh em cứ chui vào đây mà xem thôi. Hợp lý, hợp lý. Ừ, hợp lý vậy đấy. Mà để cái bãi này nó cũng hợp lý Hoàng Anh ạ. Mà để được nhiều xe. Ngày mai hình như 11 giờ đá đấy. Đúng anh Khôi nhở? 11 giờ. Cho anh một cái ghế ở đây anh xem nào. Bây giờ thì em không support ra được ghế anh. Ui, hôm nào làm offline trong này em ạ. Làm mà mẹ sân khấu ở trong này. Thế thì em sợ hơi lát đấy. 128 người tập ở đây, đông vui lắm. Kiểu cuối năm bắn pháo hoa các thứ ấy. Hoặc mà tự nhiên một nháy phát là anh em bắn pháo hoa âm ầm lên, hò hét âm ĩ lên. Bao giờ thì làm vui ấy. Để trả lời được. Tại vì trước khi mình bắt đầu làm nghề này đến bây giờ mình có biết được nó sẽ thành công đâu. Ok, nghề làm dâu trăm họ, sức khỏe thì ngày càng đáng lo. Không biết cô được mấy năm nữa. Còn gì chưa test không nhỉ Hoa nhỉ? Đắn đo cuối
em thấy là tương đối rồi đấy. Còn những cái nào mà anh kiểu còn khó khăn trong quá trình chơi game thì bọn em lại giải đáp tiếp anh. Từ đấy anh xem nào. Ôi mẹ, cái này giới hạn âm thanh nó đến đâu vậy? Sao chạy ra đây vẫn thấy tiếng nhỉ? Đầu cầu bên kia anh rộng lắm anh. Mẹ, thế thì rộng quá em ơi, để cho nó ít ít thôi. Cái này mình chỉnh run được không? Được anh. Đây chỉ khoảng đến đây thôi, đây Hoàng Anh này. Chỉ ở trong cái phạm vi của cái sân rộng này thôi là được rồi. Vâng. Nó bị xa quá. Đây tầm này là vừa này. Cứ đến cái vạch vàng này là vừa này. Lấy cho anh khẩu súng đi, anh bắn thử em mà. Cái object ở bên trên kia, cái đèn sáng kia có chỉnh lại được không? Tất cả chỉnh được anh. Gửi cho anh cả cái đấy nhá, để anh thay nhá. Vâng. Đổi thành Missy Media cái. Có đài truyền hình rồi anh. Có kênh. Có cái nghề kiểu phát hành viên anh. Phóng viên. Phóng viên. Cầm máy quay xong rồi kiểu cái effect của máy quay đang chạy Missy News các thứ. Có hết rồi. Hợp lý. Cái nghề hay phết đấy, một ông quay phim đi cả một MC cứ thế đi khắp nơi trong thành phố. Anh có thể mang camera hoặc anh có thể mang mic đi, xong cứ một ca một mic là cứ đi nhau chỉ trò trò đấy. Úi dồi ôi, mẹ bắn phát mẹ tâm nhảy lên trời luôn ạ. Bắn vô chân á, anh bắn vô chân là thấy nó té à. Ai cả liền. Ví dụ em đang chạy này, anh bắn vào chân em này. Bắn thì đéo được, mẹ giật vãi lìm lên. À đây rồi, té rồi. Uầy, nó bị giật kinh khủng ấy. Cái này bây giờ cái cơ chế bắn nhau là nó bị khác hẳn ấy. Đéo thể đỡ được. Bây giờ chia ra bắn nhau, có khi anh em mình bắn đến lúc trời sáng đéo thằng nào chết đâu. Đâu. Anh ơi, bây giờ đánh nhau mới gọi là đánh nhau đến trời sáng ấy ạ. Tức là bây giờ em mới giảm đam của đấm tay xuống. Đấm khoảng tầm khoảng chục phát chắc là mới chết ấy. Máy clean. Anh đợi em. Gần như này mà còn dễ bắn, bắn xa khó bắn phải nhìn. Ui, giật. Cái ảnh ở dưới này thay được không? Ngay dưới chân anh với em này. Thay được anh ạ. Thay được hết. Tất cả những cái gì mà anh cần thay bọn em sẽ thay hết. Anh đưa cho mày cái logo của refund nhá, mày thay cho anh cái logo refund rồi ở dưới này cả. Vâng, được anh. Ấy, các bạn nhìn thành phố bây giờ mẹ mà đông người hơn không? Trông vui hơn không? Đéo bị hìu như ngày xưa. Mà đây là 50% nhá. Mẹ lúc chiều tôi vào test để 100%. Ui, mẹ thành phố như hội luôn. Ui, nhưng mà để nhiều này là mấy ai này? Nhiều nha, trông thành phố thích mà. Đi ra ngoài cao tốc ấy. Ô kìa, mẹ mà thằng kia đi đâu ấy? Nào có tốc ấy, mẹ trông đông vậy đấy. Cả lìn. Mẹ tao đang định bảo mày là mẹ tại sao cái cơ chế game bây giờ nó đéo có bay ra khỏi xe, không cần thắt dây bảo hiểm. Đi luôn. Sao nó không xích bèo nữa. Thì tao cứ tưởng là giờ nó đéo bay, nãy tao đâm thử một phát rồi. Nó ra nó vẫn bay ạ. Mày cần lìn. Đây mày sợ bị chặn xe nha đúng không? Vâng đúng rồi, chặn lại nó sẽ thành một đống một dãy lại. Đây tao chặn thử xem nha. Kìa. Mà dân thành phố đây bất tử à? Bột lại dính cái quần áo là sao?
Có nghĩa là cái này về sau nếu mà anh bắn súng ấy, thì cảnh sát muốn điều tra xem ai bắn súng ấy, thì người ta sẽ lấy cái mẫu bột ở trên quần áo của anh ấy để anh có sử dụng súng hay không. Ok. Ổn rồi em ơi. Rồi, cảm ơn nhá, mai mở nhá. Vâng. Té đây, bye bye, chào em. Kêu em. Yeah. Cái server GTA đợt này bọn tôi mở ấy là cướp, thì tại vì tôi sẽ không tập trung vào cho kiểu mọi người cướp kiếp như trước. Các ông biết trước mẹ em cứ 7-8 giờ sáng là mẹ em công chui trong game, xong công đi cướp mạng mấy vòng liền, xong một tiền một đống không. Nên là bây giờ tắt có mẹ hết mấy cái cướp ngân hàng đi rồi, để mọi người chơi đúng kiểu roleplay ấy thì nó mới vui. Nên là nếu như các bạn có xem GTA thì vào các bạn đừng spam cướp nữa các bạn nhá. Cướp cái đéo gì, trời nát hết server.